Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chia sẻ với phóng viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper đã khẳng định chuyến thăm là một dấu hiệu nữa cho thấy sự tôn trọng mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam và những hy vọng lớn lao với tình hữu nghị này trong những năm và thập kỷ tới. Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có ý nghĩa và cần thiết cho sự thịnh vượng và tương lai của hai nước được xây dựng trên sự tin cậy lẫn nhau trong nhiều năm qua. Xin cảm ơn Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper đã tham gia chương trình của chúng tôi. Ông có những kỳ vọng nào từ chuyến thăm đặc biệt này trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác kinh tế? Tôi nghĩ rằng, chẳng hạn ý tưởng về nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự đổi mới, một nền kinh tế trong đó Việt Nam có lực lượng lao động rất tài năng, sẽ có thể tham gia thành công hơn và mang vào chuỗi cung ứng toàn cầu về các mặt hàng công nghệ cao. Đây là nội dung mà trong thời gian tới chúng ta sẽ được nghe nhiều hơn. Và tôi nghĩ việc Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam thực sự rất đặc biệt. Như chúng ta biết, các Tổng thống Mỹ kể từ thời Bill Clinton, hay nói cách khác, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, đều đã đến thăm Việt Nam. Và đây là một dấu hiệu nữa cho thấy sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho Việt Nam và những hy vọng lớn lao của chúng tôi với tình hữu nghị này trong những năm và thập kỷ tới. Không thể phủ nhận rằng, cùng với quan hệ ngoại giao, mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ đang ngày một bền chặt, thể hiện tiềm năng và nhu cầu của cả hai bên. Theo ông, chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ có thể hỗ trợ nhau như thế nào? Tôi cho rằng một trong những khía cạnh quan trọng là việc nhận ra sức mạnh của lĩnh vực tư nhân, sức mạnh của các công ty đang hợp tác với nhau, đầu tư vào nhau và các nền kinh tế đang giao dịch với nhau. Hiện tại, chúng ta đã có VinFast rất đột phá trong việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô và pin điện, tạo ra việc làm và tạo ra sự kết nối giữa hai nền kinh tế. Việc VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq và nhiều công ty khác cũng đang tìm kiếm cơ hội được niêm yết, cho thấy tín hiệu mạnh mẽ về mối quan hệ song phương đang được thắt chặt. Việt Nam tham gia thảo luận tư cách thành viên của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IFEP và đóng vai trò mang tính xây dựng, hiệu quả trong việc thực thi và đảm bảo thực hiện thành công sáng kiến này. Chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho các thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng. Chúng tôi đang làm việc với chính phủ Việt Nam và lĩnh vực tư nhân để đảm bảo Việt Nam đạt được các mục tiêu tham vọng xây dựng nền kinh tế trung hòa carbon vào năm 2050. Tất nhiên, để đạt được mục tiêu này sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi tự hào được đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực này. Phát triển giáo dục và lực lượng lao động cũng là những lĩnh vực rất quan trọng mà chúng tôi đang và sẽ nỗ lực trong hiện tại và tương lai để giúp tạo ra nền kinh tế có chất lượng cao, công nghệ cao, giá trị cao mà Việt Nam đang theo đuổi. Chúng tôi rất tự hào rằng chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân Hoa Kỳ là những đối tác quan trọng để giúp Việt Nam có được lực lượng lao động cần thiết trong thế kỷ 21. Ông nhiều lần khẳng định rằng quan hệ giữa hai nước chúng ta được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị. Ông có thể nói chi tiết hơn về điều này không ạ? Tất nhiên rồi. Ví dụ, tôi nghĩ khi bạn nhìn vào những nỗ lực của Hoa Kỳ đối với Việt Nam về các vấn đề quốc phòng, tăng cường sức mạnh cho lực lượng cảnh sát biển, khả năng bảo vệ lợi ích hàng hải của Việt Nam. Tôi nghĩ sự hợp tác này đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của Hoa Kỳ trong đảm bảo rằng Việt Nam có thể bảo vệ tự do và chủ quyền lãnh thổ của mình. Nếu bạn nhìn vào lĩnh vực y tế, dù đó là hợp tác ứng phó COVID-19 hay HIV, việc có người dân mạnh khỏe là yếu tố quan trọng cho nền kinh tế thịnh vượng và Hoa Kỳ đã thực hiện điều này rất nghiêm túc. Nhưng bạn biết đấy, sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước đã được xây dựng trong nhiều năm qua thông qua hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Tôi nghĩ điều này rất cần thiết để xây dựng niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau bất chấp những khác biệt trong thể chế chính trị của chúng ta và chúng ta thể hiện sự tôn trọng đối với thể chế chính trị của nhau. Có thể nói là thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một trong những ưu tiên của Đại sứ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam. Và ở thời điểm này, khi được chứng kiến quả ngọt, cảm xúc của ông là gì? Niềm tự hào to lớn về đội ngũ của chúng tôi.
những người làm việc tại Đại sứ quán ở Hà Nội và Tổng lãnh sứ quán ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có gần 1.100 nhân viên người Mỹ và Việt Nam, rất tận tâm, làm việc chăm chỉ mỗi ngày để chăm chút cho mối quan hệ này. Và chúng ta đã thấy, chỉ riêng trong năm nay, chúng ta đã có 5 chuyến thăm cấp thành viên nội các. Chúng tôi cũng có những chuyến thăm cấp cao của quân đội. Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tới đây. Trên thực tế, chúng tôi đã có một trong những phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từng đến thăm Việt Nam vào đầu năm nay. Và những thành công to lớn này không phải là ngẫu nhiên. Điều này xảy ra bởi vì các nhà lãnh đạo và cá nhân ở cả hai nước chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng mối quan hệ này có ý nghĩa quan trọng và tin tưởng mạnh mẽ rằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là có ý nghĩa và cần thiết cho sự thịnh vượng và tương lai của hai nước chúng ta. Xin cảm ơn Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper